County, quận Cam, được mệnh danh là thánh địa của Cộng hòa khuynh hữu truyền thống của GOP. Từ thời Tổng thống Reagan đã có một cái câu mà người Cộng hòa nào cũng biết là nếu ứng cử viên nào ứng cử chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ mà không tới thánh địa Orange County thì kể như là mất một sự ủng hộ tinh thần của những người mà đảng kỳ cựu GOP. Thưa quý vị, thứ Sáu vừa qua, Tổng thống Joe Biden của đảng Dân Chủ đã có một buổi gặp gỡ những người ủng hộ, những người đã có công nhuộm đỏ, nhuộm xanh cái vùng đất đỏ của Orange County ngay tại Đại học UCI. Nhưng mà có nhiều chuyện xảy ra chung quanh việc này. Peter lấy cho cái tin số 1 và cái video, mời anh Đỗ Như Điện trình bày về những chuyện lạ của Tổng thống Joe Biden ở vùng thánh địa Orange County của đảng Cộng hòa, thưa anh. Vâng, thưa anh Dung Biên, thì khi một vị tổng thống mà bay tới một vùng nào thì chắc chắn là dân chúng sẽ sắp xếp hoặc là cố gắng để đến gặp và bày tỏ cái sự hỗ trợ của tổng thống đến thăm một vùng, đặc biệt là California, Orange hồi đây, hồi trước cũng là thành trì của Cộng hòa, San Diego chúng tôi cũng vậy, nhưng mà sau này nó đổi màu, bây giờ phải nó biến thành xanh rồi. Và đặc biệt ở Orange kỳ này thì có một số vị ứng cử dân biểu tiểu liên bang đó quan trọng, do đó mà chắc chắn cần cái sự hỗ trợ của Trung ương, vì thế mà Tổng thống Joe Biden đã tới để mà cổ võ cho những cái ứng cử viên, thì đó là cái mục đích. Đồng thời ông còn nói lên cái nhắc lại một vài cái chính sách của đảng Dân Chủ như thế nào. Nhưng mà trong cái những cái video đấy thì tôi thấy có những cái thông tin nó cũng hơi kỳ lạ. Thứ nhất là bên cạnh việc Tổng thống Joe Biden đến thì cái sự hồ hởi đón chào đó nó cũng không gọi là rầm rộ gì lắm. Nhưng mà lại có những đoàn người biểu tình để mà phản đối những cái chính sách của Tổng thống Joe Biden. Và đặc biệt tôi thấy có một cái video rất là kỳ lạ, đó là Tổng thống đã đặt hai tay lên vai một cô bé rồi ghé vào tai để nói cái chuyện gì đấy, và người ta đã bình luận rằng hả? Peter lấy cho cái video tôi mới gửi cho đó, Peter, cái video mà gửi để replace cho cái tin số 8 đó, cái video thì người ta nói rằng sao mà đi đâu ngài tổng thống cũng lưu ý đến các em bé, các cô nhỏ xíu như vậy, và lại nói một cái gì đó, và tôi nghe cái tiếng Anh thì tôi hiểu rằng ông bảo là gì đó đừng có hẹn hò, hay là hẹn hò với những người 30 tuổi gì đấy. Thì tôi nghĩ không biết rằng một vị tổng thống của nước Mỹ lại quan tâm tới cái chuyện hoặc là đưa ra một cái thông điệp ghé vào tai một cô bé nhỏ xí như vậy thì nó lạ quá. Thành ra tôi cũng muốn chia sẻ điều này là vâng, trong có cái thông tin wrong gì đây. Ban kỹ thuật đường cố gắng để lấy cái video này, có cái video này nó rất đặc biệt và chúng ta nói thì có trên cái đài, mà mời anh nói tiếp ạ. Vâng, thì chẳng những vậy rồi nó cũng có những cái từ những cái đó họ lại đưa thêm vào những cái video khác nữa. Thành ra tôi không nghĩ rằng là tư cách của một vị tổng thống lại cái này không đúng đâu, Peter. Cái này không đúng đâu. Cái mà mới gửi qua text đó, Peter. Chắc là ban kỹ thuật không lấy được cái đó đâu anh. Vâng, được, tại vì được, mà tại vì tôi lộn cho nên xin lỗi quý khán giả. Chúng tôi cố gắng để lấy cho được, tại vì cái này khá là hay. Cảm ơn anh Điện đã lấy được cái video này. Vâng, thưa mời anh nói tiếp. Vâng, nếu không được thì thôi anh, bỏ. Vâng,
Thì có lẽ khi nào có thì chiếu lại anh cho bà con Vâng, coi vâng, lại cho vâng. vui thôi. Vâng, tóm lại đó thì đây là những cái mà khi một vị tổng thống của nước Hoa Kỳ đi tới đâu thì người ta có thể nói rằng săm soi và người ta theo dõi từng cử chỉ, từng lời nói, từng cái hành động nhỏ bé. Chẳng hạn như ngày hôm thứ bảy thì ngài tổng thống đã đứng cầm một cái kem để ăn và trả lời phỏng vấn, và rồi ngài cũng nói những cái điều mà người ta cũng lấy làm ngạc nhiên là tại sao ngài tổng thống lại nói những cái điều nghe nó lạ lùng như vậy. Thì Vâng, thưa quý vị, đó trên đây màn là ảnh chúng tôi có cái video tổng thống đưa tay lên vai một cô gái thiếu niên thiếu nữ và nhắn những lời gì nói lại đến anh điện. dạ thì tổng thống hình như bảo là này cô bé đừng có hẹn hò gì đó, chờ cho tới bao nhiêu tuổi. Chúng ta thấy cái video này thì nhớ lúc mà tổng thống Joe Biden chuẩn bị ra tranh cử thì cũng có một cái scandal ở trên truyền thông là tổng thống đã từng đứng sau lưng những người phụ nữ, mà những người phụ nữ có nhan sắc mà có chức vị ở trong giới chính trị mà nói những cái lời gì đó, nhưng mà bị người ta cho rằng ông đã hung cái lỗ tai hay là hung cái gáy của những người đó. Anh Điền có nhớ cái vụ đó không? Dạ có chứ, ngài hôn tóc anh nha. Vâng, thì bây giờ cái vụ mà đưa tay vô cô gái này đó cũng khiến cho người ta nhớ đến cái video kia, dù rằng cái này không có cái chuyện đó. Thôi thì để cái chuyện đó cho ông Biden giải quyết đi. Bây giờ chúng ta tới cái vấn đề thứ nhì. Cái đề tài thứ nhì ngày hôm nay của chúng tôi, của anh Đỗ Như Điền trình bày cùng quý vị, đó là vụ mà Peter lấy cho cái tin số 2. Cộng sản Việt Nam được vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Cái này là cái họa hay là cái gì thưa anh? Tôi không cho là Thưa, vui. tôi muốn đặt cái tít cho nó rõ ràng là tin vui hay là tai họa. Bởi vì ngày 11 tháng 10 vừa rồi đó thì Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu để bầu 14 thành viên hết nhiệm kỳ vào cho cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, thì cái vùng Á Châu đó Việt Nam là ứng cử. Thì Việt Nam được bầu vào với một số phiếu khá cao, tức là 145 trên 193. Thế thì chúng ta không lạ gì đâu, bởi vì trên đài VNATV này chúng tôi cũng trình bày nhiều lần rồi. Và trên đài radio Đáp Lời Sông Núi chúng tôi cũng đã nhiều lần nói đến. Và đồng thời bên mạng lưới nhân quyền chúng tôi cũng đã gửi thỉnh nguyện thư. Nhưng mà Việt Nam vẫn lọt vào được. Thì tất nhiên là Đảng Cộng sản Việt Nam họ vui mừng bởi vì họ được ngồi vào cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhưng mà theo cái nhận định của tôi đó thì đây là một cái tai họa cho người Việt Nam. Lý do tại sao tôi dám nói là một tai họa là vì quý vị nhớ lại năm 2013 Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Lúc ấy người ta nói rằng là khi mà Việt Nam được ngồi vào đó thì thế nào tình trạng nhân quyền ở Việt Nam cũng sẽ được cải tiến. Nhưng ngược lại hoàn toàn. Năm 2013 khi Việt Nam được bầu vào cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì Việt Nam đã lấy cái đó là cái cớ để nói rằng là nhân quyền Việt Nam đã được cải tiến, vì vậy thế giới đã làm lơ khi mà Việt Nam vi phạm nhân quyền, và Việt Nam đã vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng hơn, tinh vi hơn, quỷ quyệt hơn và tàn khốc hơn. Thế thì lần này Việt Nam cũng đã vận động và do cái sự hỗ trợ của Trung Cộng để cho nhiều quốc gia thân thiện với Trung Cộng bỏ phiếu cho Việt Nam. Và đây cái việc bầu vào cái hội đồng này nó không phải là một cái cuộc bầu cử bình thường mà nó là sự sắp xếp, là vì đây là một cái sự chia ghế, là lần này tôi ứng cử anh bỏ phiếu cho tôi thì lần tới anh ứng cử tôi bỏ phiếu cho anh. Do đó cái việc ngồi vào Hội đồng Nhân quyền này nó không phải là chọn lựa những quốc gia có tiêu chuẩn nhân quyền cao, mà nó là chia theo cái vùng địa dư ở Á Châu. Vùng Á Châu có 13 ghế, và vì vậy cứ mà 3 năm thì họ thay đổi
4 hay 5 ghế, thì lần này họ cũng thay đổi như vậy. Và vì thay đổi như vậy thì luân phiên nhau, chứ chẳng phải là một cái cuộc bầu cử vì Việt Nam mà cải tiến nhân quyền. Vì vậy lần này khi mà họ được trở lại cái ghế hội thành thành viên Hội đồng Nhân quyền đó, thì họ sẽ đàn áp tinh vi hơn. Nếu quý vị so sánh những cái bản án trước đây về những cái tội phạm đó, thì bây giờ những cái bản án nó nặng nề hơn quá khứ. Và quý vị chờ xem tôi nói có đúng không, từ đây trở đi Việt Nam sẽ đàn áp nhân quyền khốc liệt hơn trong những ngày quá khứ, cho mày xem. Đó là cái sự thật mà chúng ta nhìn vào. Bởi vì bây giờ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam theo chân của Tập Cận Bình đó, sẽ trở lại cái đường lối gọi là Marx Lenin một cách kiên quyết hơn. Nhưng mà chút nữa có lẽ chúng tôi sẽ trình bày rõ hơn trong cái việc mà Đảng Cộng sản đại hội lần chúng thứ 20. Tôi một vài phút cho đài quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại cùng quý vị. Ta tiếp tục nghe kỹ sư Đỗ Như Điền trình bày tiếp về cái thảm họa khi Cộng sản Việt Nam được vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thưa mời anh ạ. Vâng, chính vì cái thành quả ấy mà như người dân Việt Nam đã phải chịu cái sự đàn áp càng ngày càng khốc liệt, đặc biệt là những quyền tự do căn bản của Việt Nam hoàn toàn không có, như là quyền biểu tình, quyền được tự do chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Và tất cả những cái gì gọi là người dân được nói lên cái tiếng nói của mình đều bị khép tội cả. Và như chúng ta biết là trước khi bầu cử đó, thì ngày 22 tháng 9 vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bỏ tiền ra thuê đăng một cái quảng cáo về thành quả nhân quyền của Việt Nam trên báo Washington Times. Và sau đó họ đã đánh lừa dư luận bằng cách là tất cả cái báo chí của hệ thống Việt Nam lại đưa lên rằng là báo chí Mỹ ca ngợi thành quả nhân quyền của Việt Nam. Đó là cái sự tráo trở mà chúng ta không thể nào chấp nhận được, thành gọi là một cái quốc gia mà làm những cái bỉ ổi như thế. Do đó chúng tôi nêu lên vấn đề này để cho chúng ta thấy rằng là khi mà Cộng sản Việt Nam được bầu trở lại cái Hội đồng Nhân quyền thì họ sẽ đàn áp mạnh mẽ hơn, khốc liệt hơn, tàn bạo hơn và tinh vi hơn để mà che mắt quốc tế. Thành ra cái cuộc đấu tranh giành cái nhân quyền của Việt Nam nó phải được tiếp tục, và chính người dân trong nước phải thấy được điều đó và mạnh bạo hơn. Thì đó là cái mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong buổi sáng hôm nay, và thưa anh Du Miên. Vâng, thưa cảm ơn kỹ sư Đỗ Như Điền. Bây giờ chúng ta đi qua Bắc Kinh để chúng ta xem đại hội thứ 20 của Đảng Cộng sản Tàu có những chuyện gì. Tập Cận Bình đe dọa dùng vũ lực để chiếm Đài Loan. Peter lấy cho cái tin số 3, kỹ sư Như Điền sẽ trình bày cùng quý vị. Vâng, thưa anh Du Miên và quý khán thính giả, là cái đại hội 20 của Đảng Cộng sản Tàu đã khai mạc ngày hôm qua, và trong cái bài diễn văn dài 2 tiếng đồng hồ đó thì Tập Cận Bình đã nêu lên rất nhiều điểm, mà một trong những cái điểm mà người ta chú ý để theo dõi đó là Tập Cận Bình nhắc lại cái quyết tâm là sẽ thống nhất Đài Loan bằng mọi cách, có nghĩa là có thể dùng quân sự trước năm 2049, tức là đánh dấu 100 năm Đảng Cộng sản Tàu đó. Thì đây là một trong những cái điểm mà người ta chú ý. Nhưng có những cái điểm quan trọng hơn đó nữa. Một là chúng ta thấy là Tập Cận Bình đã coi như là chấm dứt cái chính sách gọi là mở cửa mà trước đây Đặng Tiểu Bình đã đưa nước Tàu với thế giới, ra với thế giới Tây Phương. Và nhờ đó mà nước Tàu đã phát triển kinh tế, đã trở thành một cái xưởng để xuất cảng tất cả những cái sản phẩm. Và Hoa Kỳ cũng như các nước Âu Châu đã đổ tiền bạc, kỹ thuật vào để cho làm cho nước Tàu giàu lên. Thì bây giờ khi đã đứng vững về mặt kinh tế thì Tàu đã bắt đầu phát triển quân sự, và cái ngân sách hàng năm của Tàu đã lên tới 250 tỷ chỉ sau Mỹ thôi. Và bây giờ về cái số lượng quân đội
về hải quân, về không quân, về tất cả các cái phương tiện quân sự, thì cái số lượng có thể là lớn nhất thế giới bây giờ. Tất nhiên là về phẩm chất thì có thể còn xa, nhưng mà đó là cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba là từ cái việc mà Tập Cận Bình chấm dứt cái chính sách là mở cửa theo cái tự do, thì bây giờ Tập Cận Bình siết lại để kiểm soát kinh tế, thay vì trước đây thì nó là kinh tế tập trung. Thì đến khi khi mà Đặng Tiểu Bình chủ trương mở ra kinh tế thị trường, thì bây giờ Tập Cận Bình siết trở lại để cái kinh tế sẽ một nửa do nhà nước kiểm soát và một nửa do tư nhân, nhưng mà những tư nhân đấy không còn hoàn toàn tự do để làm giàu nữa mà sẽ siết chặt lại. Do đó bây giờ cái thay đổi về hệ thống kinh tế của tàu từ bây giờ nó sẽ khác xa. Cái điểm thứ ba là Trung Cộng sản xuất và thành công trong việc xuất cảng cái mô hình chính trị gọi là độc tài mà đã được rất nhiều các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nước chậm tiến trong ấy có Việt Nam chúng ta, tức là theo cái mô hình một cái thể chế chính trị độc tài, bởi vì họ cho rằng cái thể chế đa nguyên đa đảng ở các quốc gia Tây phương nó đang suy suy sụp và nó bất ổn, chẳng hạn như ở Pháp chẳng hạn biểu tình liên miên, nhưng mà ở Trung Cộng ở Việt Nam thì không có biểu tình, ở Nga cũng vậy. Đó là cái điểm mà Trung Cộng đã thành công trong việc xuất cảng cái mô hình chính trị của Trung Cộng và nhiều quốc gia độc tài đã noi theo. Cái điểm thứ tư là Trung Cộng siết chặt cái sự thân thiện với Nga để trở thành một cái thế lực mới và thay đổi cái diện mạo thế giới theo một cái quy trình mà Đặng Tiểu Bình, anh xin lỗi, Tập Cận Bình đưa ra. Vì thế mà họ chủ trương làm thế nào đến năm 2040, 49 Trung Cộng sẽ là nước đứng đầu trên thế giới và sẽ thay thế cái vị trí của Hoa Kỳ. Thì bốn cái điểm quan trọng đó tôi nêu lên để cho thấy rằng là qua cái đại hội 20 này chúng ta sẽ thấy nhiều thay đổi, mặc dù trước đó thì có những cái biểu ngữ người ta cũng bày tỏ cái sự phẫn nộ, nhưng mà những cái phản kháng này nó nhỏ quá, không đủ để thay đổi cái diện mạo của Trung Cộng. Do đó Trung Cộng sẽ trở lại một cái nước cộng sản theo cái đường lối của Marx Lenin trước đây, có những cái thay đổi theo cái mô hình đặc thù của Trung Cộng và nhiều quốc gia khác đã bắt chước như vậy đó, thưa anh Dương Miện. Vâng, thưa anh, như vậy thì trong cái đại hội Đảng Cộng sản thứ 20 này, Tập Cận Bình sẽ, theo anh thì chắc là Tập Cận Bình tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo của nước Tàu, phải không anh? Vâng, đến gần như là chắc chắn như vậy rồi. Bởi vì bây giờ trong cái thời gian mấy năm, 2-3 năm vừa qua thì chúng ta thấy Tập Cận Bình đã chuẩn bị, đặc biệt là sẽ củng cố cái vị trí của quân ủy trung ương để mà gần như là mọi quyết định là do một người thôi, chứ không còn cái tham khảo ý kiến gì nữa, cũng y như là Putin bây giờ quyết định mọi chuyện. Do đó nếu mà một người quyết định thì nó là độc tài, nhưng mà có thể cũng sẽ làm cho Trung Cộng sụp đổ nếu như mà Nga Xô với Putin sai lầm. Do đó nếu một người thì rất là dễ sai lầm. Vì vậy mà đây là một cái mối nguy cho cả thế giới, chứ không phải là riêng cho nước Tàu không. Và nếu như Tập Cận Bình thành công trong cái con đường thì Việt Nam chúng ta sẽ rất là nguy, thưa anh Dương Miện. Vâng, kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì chúng ta biết là tình hình ở bên trận chiến xâm lược của Nga vào Ukraine nó đã bước qua một bước ngoặt mới. Nhưng mà có một cái vấn đề là nhân cái dịp mà Putin sinh nhật thứ 70 của ông có nhận được khá nhiều món quà. Ngày hôm nay, kỹ sư Đỗ Như Điền và chúng tôi sẽ trình bày cùng quý vị về những món quà đặc biệt nhất trong cái ngày 70 tuổi của thất thập cổ la hy của Putin. Peter chuẩn bị lấy cho cái tin số 4 có ba cái hình ở trong Vâng, đó. vâng thưa anh Dương Miên, cái món quà mà có lẽ nó nhỏ nhưng mà nó lại có một cái ý nghĩa to, đó là cái chuyện mà
một người ở quê hương của ông Putin, một bà 60 tuổi đã tới viếng mộ của bố mẹ Putin và đã gắn trên cái mộ bia của bố mẹ Putin một cái lời nhắn là hãy đem thằng con của ông bà đi với ông bà đi. Thì chúng ta thấy bà này bây giờ bị bắt và người ta nghĩ rằng là bà ấy sẽ bị xử một cái tội gì đấy mà có thể phải đến 5 năm tù. Nhưng đây là một trong những cái mà tôi cho rằng một cái món quà rất nhỏ, bởi vì bà ta tới viếng bố mẹ, mộ bố mẹ của Putin và đã để lại một cái viết một cái lời nhắn là chúng tôi rất là buồn phiền vì ông Putin đã làm những cái chuyện này, do đó ông bà đem nó đi dùm. Đây là một cái lời chúc giữ rất là theo phong tục Việt Nam và phong tục Á Đông, rất là đáng cho chúng ta suy nghĩ. Đó là cái món quà thứ nhất. Món quà thứ hai là đúng cái ngày đó thì như chúng ta biết là cái cầu Perth, tức là cái cầu mà Putin đã bỏ ra mười mấy tỷ bạc để mà xây dựng nối kết giữa cái bán đảo Crimea đã chiếm được từ của Ukraine năm 2014 nối với Nga đó, thì đã bị đánh sập một bên đó. Và đây là một cái mà có thể là làm cho Putin nổi điên lên và đã đem hỏa tiễn bom đạn mà dội bừa bãi trên tất cả những cái thành phố và đặc biệt là phá hủy những cái cơ sở về năng lượng của Ukraine. Thì đó là cái món quà thứ hai mà rất đáng kể. Cái món quà thứ ba là vừa khi Putin mừng là đã chiếm được, đã sáp nhập được bốn cái vùng lãnh thổ chiếm được, tạm chiếm của Ukraine, thì quân Ukraine đã chiếm được cái thành phố chiến lược Lyman, tức là một cái đầu cầu để mà tiếp vận cho tất cả những cái vùng chiến sự. Nhưng mà Ukraine đã chiếm lại được. Đây là một cái thành công về quân sự rất là quan trọng đối với Nga. Vì vậy mà cái sức chiến đấu của Nga đã giảm sút ngay sau đó và cho đến bây giờ không thể vực dậy được. Thì đó là cái món quà thứ ba. Và cái món quà thứ tư thì chúng ta thấy là mới xảy ra 2 ngày đây thôi, là trong một cái trại huấn luyện quân sự thì ba người ở trong những cái tân binh đó, khi mà họ tập bắn á, thấy họ tập bắn nhắm bia đó, thì ba người này nhắm không bắn bia mà quay ngược súng trở lại bắn ngay vào những cái người cùng tập trận với họ. Vì thế mà lúc đầu người ta nói rằng có 11 người tân binh chết, nhưng mà cho sáng nay thì có thể người ta nói là hình như có tới 22 người đã chết. Đây là những tân binh mới được động viên để đưa đi huấn luyện ngắn hạn, huấn luyện 10 ngày hay 20 ngày gì đấy, một tuần gì đấy. Nhưng mà ba cái người quân nhân tân binh đó là họ căm thù, họ là những cái ở những cái quốc gia mà bị Nga xâm nhập trước đây đó, gọi là chiếm trước đây đó, thì thay vì bắn bia thì nhắm bia thì họ quay ngược súng trở lại, họ bắn ngay vào cái đám quân đội đó, và hai trong số đó đã bị bắn chết. Nhưng mà một người nghe đâu là họ đã thoát và trốn được thì không biết. Thì đây là cái tình trạng mà Nga động viên để mà bù đắp cho cái sự thiếu hụt, và người ta ước tính là Nga đã mất vào khoảng được 65 tới 90 ngàn quân trong cái thời gian 7 tháng vừa qua ở Ukraine. Do đó cái tinh thần quân đội nó xuống thấp, và bây giờ tân binh đưa vào chỉ là bia đỡ đạn, với cái sự chiến đấu và quyết tâm của Ukraine thì khó mà Nga có thể dùng quân đội tân binh để mà giữ được những cái vùng đất vừa chiếm đóng như là thuê chú miệng. Vâng, thưa cảm ơn kỹ sư Như Điền. Cái tin mới nhất ở bên trận chiến Ukraine là bên phía quân đội Ukraine vừa bắn hạ rất là nhiều, cái số lượng hoặc có thể gần cả 100 cái máy bay không người lái của Nga tấn công vào đất Ukraine. Thì đây là một cái bản tin mà được nhiều hãng thông tấn loan buổi sáng hôm nay. Chúng tôi sẽ quay lại chương trình sau vài phút quảng cáo. Quý vị vui lòng đừng rời khỏi màn ảnh của đài. Good morning, Vietnam, America.
sau việc Tổng thống Joe Biden thất bại với chuyện can thiệp để cho các nước sản xuất dầu lửa, đặc biệt là Ả Rập Saudi, trong vấn đề mà tăng cái sản xuất dầu, thì cái kết quả thì nó ngược lại. Bây giờ Peter chuẩn bị cho bản tin số 5 để kỹ sư Đỗ Như Điền phân tích tác động từ việc Saudi Arabia cắt giảm 2 triệu thùng dầu mỗi ngày như thế nào, thưa anh? Vâng, như quý vị biết, Tổng thống Joe Biden đã bay qua tận Saudi Arabia để gặp gỡ nhà cầm quyền bên đó để mà xin gia tăng cái sản lượng dầu để làm cho cái giá dầu trên thế giới nó giảm xuống và dân Mỹ bớt ca thán đi. Nhưng mà nước này đã chẳng những không đáp ứng, và lại bây giờ thì họ đã quyết định là cắt giảm 2 triệu thùng mỗi ngày. Và đây là một cái tin xấu. Nhưng mà bên cạnh cái tin xấu ấy, nó còn một cái tin xấu hơn. Đó là gần đây, mới vài ngày đây thôi, chính Saudi Arabia đã tiết lộ là Tổng thống Joe Biden yêu cầu Saudi Arabia nếu cắt giảm đó thì chờ dưới sau ngày bầu cử ở Mỹ, tức là sau ngày 8 tháng 11 hãy cắt giảm. Tức là ý ông ấy muốn nói rằng là để nguyên như vậy, cứ tiếp tục thải sản xuất để cái giá dầu ở Mỹ nó giảm xuống và người dân Mỹ sẽ bớt bất mãn đi và sẽ dồn phiếu cho Đảng Dân Chủ. Đó. Thì đây có phải là quid pro quo không anh? Có phải là trao đổi, có phải là đổi trác không? Và bây giờ xăng đó thì như quý vị thấy ngày hôm qua tôi đi đổ xăng đó là hơn 6 đồng ở chỗ tôi. Đó. Xăng thường là 6 đồng mười mấy sen, rồi xăng kia là 6 đồng 6, 6 đồng rưỡi, 6 đồng 6. Ở trên tôi đã có bữa lên tới 7 đồng mấy anh, 7 đồng mười mấy sen, cách đây chừng 4-5 ngày. Vậy thì cái việc mà chẳng những như vậy, rồi cái để mà giải quyết tạm như vậy thì ông Joe Biden đã cho xuất kho cái dự trữ chiến lược, tức là lấy không biết lấy quá hết nửa cái số lượng mà dự trữ chiến lược của nước Mỹ để mà gọi là làm cho giá xăng nó xuống, nhưng mà nó chả xuống bao nhiêu cả. Rồi không biết rằng sau đây rồi nó còn cái gì nữa, nhưng mà có phải đây là vẫn Đảng Dân Chủ và ông Joe Biden vẫn tiếp tục đi theo cái gọi là cái Green Deal để cho người Mỹ phải trả giá xăng thật đắt và người ta chuyển qua để mua xe điện không thì tôi không biết. Nhưng mà đây là một cái thảm họa, đây là một vấn đề lớn, và do đó tôi nghĩ rằng người dân sẽ căn cứ vào đây để mà quyết định cho cái lá phiếu ngày mùng 8 này. Và bây giờ là nhiều nơi đã bị bỏ phiếu rồi, những người bỏ phiếu sớm đó. Do đó cái việc tác động của cái Saudi Arabia cắt giảm này, và ông Joe Biden đã loay hoay để có thể là ngay cả bây giờ trở lại để mà năn nỉ với Venezuela để mà nối lại băng giao rồi thì mua xăng dầu của nước đó, thì không biết rằng cái chuyện đó nó làm cho cái nước Mỹ ở vào cái vị thế yếu kém đến mức nào. Rồi cái chuyện kế tiếp nữa là lấy xăng dầu từ cái kho dự trữ mà không phải là chỉ cho người dân Mỹ xài mà lại còn đem bán cho Trung Cộng nữa, thì đây là một cái chuyện quái gở. Tôi không thể hiểu được cái chính sách về năng lượng của Mỹ như thế nào, bởi vì nước Mỹ vốn dĩ là một nước có đủ tài nguyên, và trong cái thời ông Trump đó, độc lập về năng lượng đó là vấn đề cốt lõi, vấn đề mạnh của nước Mỹ. Khi mình đã độc lập về năng lượng rồi, không lệ thuộc vào Trung Đông nữa, thì lúc đó mình mới mạnh miệng để mà phát triển và làm những các cái điều khác được. Còn bây giờ mình lệ thuộc đi van lậy tứ phương để mà mua nhiên liệu, kể cả van lậy cả Iran và Venezuela, thì tôi hỏi rằng nước Mỹ còn cái gì nữa. Thì đây là một cái sự thoái trào và làm cho nước Mỹ suy thoái, và thưa anh Dương Biên. Vâng, cảm ơn kỹ sư Đỗ Như Điền. Bây giờ chúng ta bước qua cái tin số 6, đó là việc ngân hàng dự trữ liên bang đã tăng lãi suất, đây là lần thứ 3, lên tới mức thành 3.25%. Thưa anh, cái viễn ảnh này nó cho chúng ta thấy rằng cái tình hình của lạm phát cũng như là kinh tế Hoa Kỳ như thế nào, thưa anh?
Đây là một trong những cái giải pháp mà chính quyền Biden nói rằng là tăng cái lãi suất gọi là trung ương lên 0.75 lần thứ ba, và cái bây giờ là ngân hàng trung ương là 3.25. Nếu 3.25 thì tất cả các cái cơ sở và tài chánh đó, họ cho vay tiền đó thì họ phải cộng thêm 2 chấm trở lên, có khi là 3 chấm. Do đó cái tiền mà những người muốn đầu tư, cần có tiền để đầu tư để phát triển hoặc là mua nhà cửa đó thì sẽ phải trả từ 6 chấm trở lên. Và vì vậy nếu mà với cái con số lãi phải trả là 6 chấm trở lên thì những cơ sở cần tiền kinh doanh cũng như đầu tư địa ốc không còn phát triển được, và đó là một cái sự chậm lại và nó sẽ dẫn tới một cái tình trạng suy thoái kinh tế chứ không thể nào. Đây mục đích căn bản để mà kiềm hãm lạm phát trong cái giai đoạn bầu cử, nhưng mà sau bầu cử rồi thì chưa biết nó sẽ như thế nào, nhưng mà rõ ràng là với cái đà này đó thì cái thị trường tài chánh nó sẽ càng khó khăn, và vì vậy vấn đề đầu tư địa ốc và đầu tư thương mại, tất cả những cái cơ sở cần tiền kinh doanh nó đều phải trả cái tiền lời rất cao. Mà khi trả tiền lời rất cao thì tất cả giá sản phẩm đều phải cao cả, bởi để bù đắp cái tiền lời cao, chứ bây giờ làm sao được. Do đó không thể nào mà giải quyết vấn đề lạm phát cái cách này được. Thì tôi không biết là chính quyền trung ương tính thế nào, nhưng mà đó là cái sự kiện mà chắc chắn trong những ngày tới chúng ta sẽ phải thấy cái lạm phát nó cao hơn, mặc dù bây giờ là 8 chấm mấy nhưng mà thật sự giá cả tiêu tiêu dùng nó được cao gấp đôi chứ không phải là 8 chấm mấy như là người ta thông báo vậy, thưa anh. Vâng, kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta bước qua Peter chuẩn bị cho cái tin số 7. Con heo đương làm khổ cho nước Mỹ, đặc biệt là làm khổ cho California. Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đương kiện tiểu bang California vì phạm luật liên quan đến vấn đề mà buôn bán thịt heo. Thưa mời anh ạ. Vâng, câu chuyện nó cũng lạ, ít người để ý, nhưng mà bây giờ bộ canh nông đó, tức là dưới cái chính quyền của Joe Biden đó, thì đi kiện tiểu bang California. Tại sao vậy? Là bang California bây giờ ra một cái luật là tất cả những thịt heo cũng như những sản phẩm làm từ thịt heo như bacon hay là sausage của các nơi khác mà muốn nhập vào California phải chứng minh cái nguồn thịt đó do cái trang trại nào nuôi heo, mà muốn xuất cảng đó thì phải theo đúng cái tiêu chuẩn cách nuôi heo của California, tức là con heo phải nuôi như thế nào, vi phạm môi trường như thế nào, thức ăn như thế nào, tất cả những cái quy luật đó. Và nếu mà theo đúng những cái quy luật đó thì có rất rất nhiều những cái trang trại nuôi heo ở các tiểu bang khác không có đáp ứng được cái nhu cầu của bang California. Do đó nay mai nếu mà cái vụ kiện này nó chưa biết xảy ra như thế nào, nhưng mà như vậy thì các cái nơi mà sản xuất thịt heo ở các tiểu bang khác sẽ không bán vào California được. Và như vậy chính quyền liên bang thì kiện California, nhưng mà cái phiền là nay mai chúng ta hết thịt lợn ăn giờ, thưa anh Dương Viên. Thì đó là Và không biết như thế nào, chắc là mình phải nuôi nuôi heo lấy, thì anh ơi mà đây ơi, mình mở mở, mở trang trại nuôi nuôi heo theo tiêu chuẩn California chắc. vâng, thưa cảm ơn anh Đỗ Như Điện. Bây giờ thì chúng ta bước qua cái đề tài cuối cùng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, là quý vị người nào cũng đã, bữa nay là tôi tin là người nào cũng đã nhận được cái phiếu bầu phiếu diện, nhất là ở trong vùng của Orange County ở California. Thì quý vị đừng quên là quyền lợi của chúng ta, cái tiếng nói của chúng ta nằm ở trong cái lá phiếu. Nếu như quý vị mà chọn đi bỏ phiếu thì quý vị đừng bỏ mất cái lá phiếu của mình. Hãy suy nghĩ trước khi bầu phiếu để có tiếng nói của chúng ta trên những vấn đề liên quan đến chính trị, kinh tế cũng như đời sống của chúng ta. Và bây giờ thì Peter chuẩn bị cho cái video tôi mới gửi để về cái midterm đó. Cái cuộc bầu cử càng gần tới ngày thì càng sôi động. Mời kỹ sư Đỗ Như Điện. Vâng, tôi thì tôi xin nói thẳng vấn đề luôn. Nếu quý vị tiếp tục trả tiền giá xăng cao, nếu quý vị tiếp tục mở cửa biên giới để mà ma túy, ethanol và tất cả những cái sản phẩm của Trung Cộng tràn vào để mà phá hoại con cái của chúng ta, nếu quý vị tiếp tục
giáo dục, một nền giáo dục gọi là khuyến khích giới tính cho con nít, rồi thì là cho đồng tính, rồi cho phá thai, cho các thứ, thì quý vị cứ việc bỏ phiếu theo đảng Dân Chủ. Còn nếu quý vị muốn giữ cho con cái của quý vị tránh xa ma túy, tránh xa những cái cạm bẫy, quý vị thấy bớt cái lạm phát, có thể có được một cuộc sống thoải mái hơn, nền kinh tế ổn định hơn, giá xăng rẻ hơn, thì hãy bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa. Tôi nói thẳng như vậy. Đó là hai con đường khác nhau, bởi vì Đảng Dân Chủ là chủ trương là mọi chuyện là nhà nước phải take care, nhà nước phải lo hết. Còn Đảng Cộng Hòa thì chủ trương là để cho người dân được sáng kiến và phát triển, để cho mọi người đều có cái tiếng nói chung. Thì tất cả những cái điểm đó nó ở trong lá phiếu đấy. Chẳng hạn như một trong những cái mà tôi nói thẳng là chúng ta bỏ phiếu no, đó là cái vấn đề phá thai cho tới ngày sinh. Thì đây là một trong những cái điểm mà bây giờ người ta đang cổ võ, người ta nói rằng đấy là quyền tự do và người ta đã lạm dụng cái danh nghĩa tự do để mà ủng hộ cho những cái này. Thì tất cả những cái ngày bây giờ chúng ta thấy nhan nhản những cái quảng cáo ở trên khắp tất cả các phương tiện truyền thông và trên TV cũng như là những cái phương tiện khác họ đều đưa ra. Vì vậy mà quý vị cân nhắc lá phiếu, chúng ta nghe trên toàn quốc như vậy, nhưng mà riêng California thì đặc biệt là cái vùng của chúng ta đang ở đó, thì chúng tôi thấy rằng là tôi gần ở biên giới, do đó tôi thấy cái nạn khủng khiếp, tức là cái ma túy nó dưới hình thức kẹo đó, nó chuyển vào để mà phân phối cho con nít. Thì cái đó là một trong những cái tôi sợ vô cùng, bởi vì con cháu của chúng ta đang học tiểu học, trung học để nhất cấp, thì nó được giới thiệu và sử dụng những cái đó. Do đó quý vị nếu mà chọn lá phiếu thì quý vị phải chọn những cái nhân vật, những người nào mà quan tâm tới những cái vấn đề tương lai của nước Mỹ, của con cháu chúng ta, của gia đình chúng ta, hãy bỏ phiếu. Thì đó là cái mà tôi nghĩ rằng là trong những ngày này chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái câu chuyện đó. Tôi không phải là bảo quý vị ủng hộ cho ai, nhưng mà chúng ta thấy rõ chọn sự chọn lựa của chúng ta nó có cái giá trị và chúng ta sẽ quyết định lấy cái tương lai. Dạ thưa, cảm ơn Du Miên và qua quý khán giả. Vâng, thưa, rất tiếc là tới đây chúng ta đã hết giờ rồi anh Điện. Mời anh chào khán giả của đài. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi xin nhắc lại là Đài Đáp Lời Sông Núi cũng như VNA-TV luôn luôn đồng hành với quý vị, và đây là cái tiếng nói chung của chúng ta. Có những cái điều mà quý vị không hài lòng, nhưng mà chúng tôi thì cứ nghĩ sao nói vậy, nói thẳng, ở đây là sứ tự do, thành ra mong là quý vị cũng tha thứ nếu mà không nghe, không có lọt tai. Cảm ơn anh Du Miên và cảm ơn quý thính giả, cảm ơn Đài VNA-TV. Dạ thưa anh.